Với ngôi nhà ở trên Vinh Quang của em thì nó gắn bó với em rất là nhiều kỷ niệm. Khi những lúc mà em vững bước đi, nó cũng là nơi em sinh ra và sống ở đó rất là lâu. Bây giờ khi mà em bước về ngôi nhà của mình, em cảm thấy rất ấm cúng và thân thương. Và em luôn luôn những lúc mệt mỏi hay là những có tâm sự hay là áp lực gì, em luôn luôn muốn về đấy để cùng ăn một bữa cơm với gia đình, mẹ và anh em, để em có thể giải tỏa được hết mọi áp lực trong cuộc sống và cũng như công việc. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt ở Tuyên Quang và ngày hôm nay thì Minh Hải xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến thăm nhà cầu thủ Nguyễn Thành Trung, một cầu thủ vô cùng đặc biệt từ chuyên môn cho đến cái câu chuyện đến với bóng đá của Thành Trung. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào thăm nhà Thành Trung. Ngôi nhà đó của em, mẹ em đã cố gắng dành dụm mà số tiền để sửa sang lại nó, để cho em và anh em có một cuộc sống tốt hơn. Ngôi nhà đó trước đây khi mà chưa xây thì nó chia làm hai ngăn, một ngăn ngoài và một ngăn có bếp và bể nước và một cái vườn nho nhỏ để mẹ em trồng cây hoa quả những thứ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Khi mà phá đi, mẹ em dành dụm được một số tiền để phá đi và xây lên. Khi đó em và mẹ em, cả anh em đều ngủ chung một cái giường ở cái gian ngoài ở nhà. Nên lúc đấy em vẫn nhớ là khi mà mưa ấy anh, thì nhà em cũng có dột rất là nhiều. Đấy là những cái kỷ niệm ngôi nhà là em nhớ nhất khi mà em còn bé. Đây, chúng ta đang đứng ở trong một cái không gian. Đây là một cái cửa hàng shop thể thao của Thành Trung mới mở tại quê nhà Tuyên Quang. Và xin chào chị. Chào em. Xin giới thiệu mọi người, đây là chị Tuyết, là mẹ của Thành Trung. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tận Tuyên Quang để thăm nhà Thành Trung nhé. Và chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những câu chuyện rất là bất ngờ về Thành Trung. Có thể là các bạn không quan tâm quá nhiều đến Thành Trung và có thể là Thành Trung cũng không tâm sự quá nhiều. Nhưng ngày hôm nay trong căn nhà này sẽ kể cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta đi qua cái không gian này thì không thể đây bỏ là, qua. Đây là các huy chương và các kỷ niệm của Trung. Các thành tích của Trung thì mang được cái nào mang về thì cô đều, chị đều cất cho vào tủ cho cháu và vào giữ cho để làm một kỷ niệm cho cháu. Để khi mà con thành công hơn nữa và dần có tuổi nữa thì đấy là cái đồ kỷ niệm để con theo con mãi mãi cuộc đời của con sau này. Vâng. Như rất nhiều những cầu thủ U23 thì chúng ta cũng đều thấy là có một chiếc áo có đầy đủ chữ ký. Với chiếc áo số 16 của Thành Trung thì ai cũng biết rồi này. Có bằng khen. Đấy, chúng ta thấy có rất nhiều những cái bằng khen. Đấy, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này. Đấy, rất nhiều những cái kỷ vật đúng không ạ? Và chị đã giữ lại. Nhưng mà có một điều chắc chắn với các bạn luôn là các bạn sẽ sốc khi các bạn nhìn thấy rất nhiều những cái thành tích cá nhân của Thành Trung. Đây là cái thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của Thành Trung đúng không ạ? Đấy, cái năm đấy là cháu được nếu mà hôm đấy năm đấy mà U19 mà cháu được một quả nữa là cháu là vua phá lưới, nhưng mà cháu lại bị phá, bị đá và penalty vào ngay bụng của thủ môn nên cháu không được cầu thủ không thành vua đấy, phá lưới. Không được vua phá lưới mà cháu chỉ được thành tích nhất thôi. Một trong bốn cầu thủ xuất sắc nhất của U19 rồi đấy. Thì cháu được cái này. Và một trong những cái sự đặc biệt về mặt chuyên môn của Thành Trung đấy là một cầu thủ đá hậu vệ nhưng mà ghi rất nhiều bàn thắng. Và lát nữa chúng ta sẽ nói về câu chuyện này. Ở đây thì chúng ta còn thấy rất là nhiều những cái kỷ vật nữa. Và tại sao lại có đôi giày hả chị? Đôi giày này là đôi giày của U23 ở Thường Châu, Trung Quốc. Cháu mang về thì chị có bỏ vào tủ này để bày vào đây để làm lưu niệm sau này. Khi cháu lớn lên trưởng thành rồi có gia đình rồi, cháu vẫn có một cái kỷ vật của cháu, đôi giày và cái quả bóng này đấy, thì để chịu để giữ lại cho cháu đấy, và hai cái áo mà cháu đi thi đấu để hai cái giải mà cháu được đá tham gia hai trận đấy thì chị đều giữ lại cho cháu hai cái áo đấy. Và ở đây thì chúng ta còn thấy Thành Trung của chúng ta là rất rất nhiều lần giành cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận rồi vào đội hình tiêu biểu của rất nhiều những giải trẻ. Chúng ta biết được ở Việt Nam là Quang Hải là ông vua giải trẻ, nhưng mà Thành Trung với Quang Hải thì bằng tuổi nhau, đá cùng một lứa. Thành ra là Quang Hải giành được giải thưởng gì thì Thành Trung cũng giành được giải thưởng đó. Đến bây giờ thì Thành Trung đã 2 lần vô địch U19, 3 lần vô địch
U21. Đấy, và có một điều cực kỳ quan trọng là Thành Trung là một trung vệ nhưng mà ghi bàn nhiều, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều các tiền đạo ở các đội bóng khác. Đấy, vì là anh chàng này sở hữu một cái chiều cao đến gần 1m82, khả năng đánh đầu rất là tốt. Đấy, và ở đây chúng ta còn nhìn thấy rất là nhiều huy chương. Đấy, ngoài những cái thành tích cá nhân ra thì cái thành tích tập thể cũng rất là nhiều. Đây, U23 châu Á đây, và chúng ta thấy là còn chưa bóc cái... Không, chị không bóc. Không bóc đúng không ạ? Để cho nó mới. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy. Ở đây chúng ta còn thấy là có... Đây là siêu cúp này. Đây là siêu cúp này. Rồi, nói về thành tích của Thành Trung thì cũng hai lần vô địch V-League rồi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Hai lần V-League rồi. Mặc dù là mọi người ít khi thống kê về cái thành tích của Thành Trung, nhưng mà thực sự là bạn ấy cũng đang sở hữu một cái thành tích vô cùng đáng nể. Đấy, đừng đùa. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, cùng lứa với Quang Hải nhưng mà cũng rất là nhiều lần Thành Trung trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đấy nha. Bên cạnh đó là còn rất nhiều những cái thẻ, đúng không ạ? Từ cái hồi xưa. Từ năm mà chị đi ở dưới Hà Nội thì chị đã có ý thức là giữ lại huân huy chương cho cháu. Chị nghĩ là sau này cháu lớn lên cháu sẽ cần sẽ có một cái tủ để trưng bày, thì sau khi mà ở Hà Nội về là chị bắt đầu chị đóng một cái nhà chị có một cái tủ thì chị bày vào. Cái này từ tủ này là chị mới đóng lại năm ngoái chứ, nhưng chị có cái tủ cũng to này, nhưng mà nó là quà lưu niệm cho nên là bày nó quả bóng nào bày vào nó không hợp không đẹp, nên chị tách rời ra chỉ để riêng cái kỷ niệm của cháu từ cái giải U23 đấy, là chị bày cho nó đẹp hơn. Khả năng là một vài năm tới là chị cũng sẽ phải đặt một cái tủ khác. Chắc là nó phải gấp đôi như này, đúng không ạ? Bởi vì còn rất là nhiều những cái kỷ vật ở đây. Thực sự là mình đến đây các bạn ạ, mình thấy là phải nói là chị Tuyết là người mà giữ cho Thành Trung rất là nhiều những cái kỷ vật để làm sao nó vẫn luôn luôn mới nguyên. Rất nhiều nhà cầu thủ thì đã được tặng cái này, và một số gia đình thì cũng đã dùng rồi. Không, chị không dùng. Nhưng mà nhà Thành Trung thì khác, đúng không ạ? Không, đấy, không dùng. Chúng ta thấy là đây, kể cả chủ tịch tỉnh Tuyên Quang tặng bộ bộ bát đĩa này đây, đúng không? Đây bát ạ. Này đây đấy, bát bò vi sóng này, bò vi sóng tất nhiên là không phải là món quà to, thế nhưng mà chị đấy là một đầu kỷ niệm để nhắc nhở con mình sau này, để cho con các cháu của Trung sau này đều ngắm vào cái đồ này, biết là đây ngày xưa là bố được cái giải U23 châu Á, nên là bố được cái món quà này bà nội giữ lại cho này để làm kỷ niệm, nên là chị muốn lưu lại cho các cháu. Cái này về sau mà của con của cháu sau này của Trung nữa, Thành Trung mà lấy vợ mà sinh em bé, cái bát này sẽ dành để quấy bột. Rất hay, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta mà nhìn ở bên này thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái chiến tích của Thành Trung, mà chắc chắn là mỗi một cái kỷ vật ở đây nó sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về Thành Trung. Đấy, và ở bên này chúng ta còn thấy rất là tuyệt vời, một hình ảnh rất là đẹp với Thành Trung vô địch V-League, đúng không ạ? Và đặc biệt là hai tấm ảnh, một tấm ảnh ôm thầy Park và một cái tấm ảnh của họa sĩ Bảo Hòa. Trong những cái lần gặp thầy Park thì thầy Park nói chuyện gì với chị và nhận xét gì về Thành Trung ạ? Chị chưa gặp thầy Park bao giờ. Thật là một điều chưa dám gặp thầy Park bao giờ. Rất ngại. Bất ngờ. Rất ngại, chỉ ra thử với con xong là chị về, chị không gặp thầy bao giờ. Vì là nếu mà các bạn yêu bóng đá Việt Nam mà song hành cùng với đội Hà Nội cũng như là các đội tuyển quốc gia thì thấy là chị Tuyết là một trong những cái thành viên phải nói rất là hoạt bát. Từ Tuyên Quang này mà chị đi trong ngày xuống cổ vũ cho đội xong lại về. Về trong đêm, có khi 1-2 giờ đêm mới về nơi. Có hôm mà xem trục trặc, có hôm đến 2:30 gần 3 giờ sáng chị về nhà. Và thầy Park thì có một cái lời nhận xét mình nghĩ là rất là chính xác về Thành Trung. Là Thành Trung là một cầu thủ phòng ngự nhưng mà luôn luôn có một cái thiên hướng trong tấn công. Và đây là một trong số những trung vệ hiếm hoi hiện tại của bóng đá Việt Nam mà khi cần vẫn được đẩy lên đá ở vị trí tiền đạo. Và ở Hà Nội chúng ta thấy là có rất nhiều những trận đấu trong những cái cơn gọi là khát cháy bàn thắng thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đẩy Thành Trung lên và Thành Trung đã ghi bàn. Và ở các cấp độ đội tuyển, Thành Trung cũng rất là son. Trung thì có một cái sự vượt trội. Thứ nhất là với một chiều cao 1m82, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây ấy, là Thành Trung có một cái tố chất là bạn ấy chọn điểm rơi của quả bóng rất hay. Cho nên là Trung có một cái lợi thế và luôn luôn ghi bàn được trong những cái tình huống đánh đầu. Đấy, và bạn ấy cũng có một cái chân rất là khéo. Bạn ấy dứt điểm rất là tốt. Và đấy là lý do vì sao Thành Trung luôn có mặt trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và thầy Park đã từng nói một câu là với tất cả những cầu thủ đá chính thì họ có tận 90 hoặc hơn 90 phút. Nhưng với những cầu thủ dự bị thì cái tâm thế sẵn sàng họ phải luôn luôn thường trực để khi đưa vào sân thậm chí là chỉ có 5 phút thôi là phải xoay chuyển được cục diện. Và Thành Trung thì luôn luôn là một trong những con bài quan trọng trong phương án B của huấn luyện viên Park Hang-seo.
và chắc chắn chàng trai này sẽ có một cái tương lai rất là tươi sáng vì tuổi đời còn rất trẻ, đúng không ạ? Tất cả những cái sự đặc biệt về chuyên môn của Thành Trung thì chúng ta cũng đã nói qua. Bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá một cái câu chuyện thực sự rất là cảm động, không chỉ là đáng khâm phục cho Thành Trung mà cho cả người mẹ của Thành Trung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Chúng ta tiếp tục. Đây, và chúng ta đang có mặt ở trong một cái góc rất là gia đình. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái bức ảnh của Thành Trung, đúng không ạ? Những cái bức ảnh nhìn rất là vui này. Đấy, ảnh vui này, thầy Park này, Lưu Xuân Trường này, Đàm Vĩnh Hưng này. Đấy, ở đây có cái hồi xưa là bạn ấy đi diễu hành ở AFC Cup năm 2009 mà đội Hà Nội ACB là đội đá. Đội đấy là đội của Thành Lương. Đội Thành Lương, và bây giờ là đồng đội của Thành Trung ở đội. Đây, cầu thủ đây, rất là nhiều những cái giải bóng đá thiếu niên toàn quốc đây, 2010 đây. Nhìn mặt vẫn không có gì thay đổi. Ở đây chúng ta thấy có ảnh với mẹ này. Đây, anh Dài đây. Đấy, ảnh với mẹ, rất là nhiều những tấm ảnh quý. Ảnh của Trung thì còn nhiều, chị trong album thì chị còn nhiều lắm. Trang trí ở đây rất là đẹp. Đây là chị nghĩ là thôi mình cứ dán đây để hàng ngày mình nhớ con này, mình cứ nhìn ảnh để nhớ con. Ừ. Có nhớ con không? Nhớ. Yeah. Về quãng đường di chuyển của em khi đi xe máy từ Hà Nội về Vĩnh Quang, là khi thời đó thì em cũng đấy gọi là chưa có kinh phí, thì đi xe máy thì cũng hạn chế được rất là nhiều kinh phí. Khi đi về thì em cũng không nghĩ đến nguy hiểm, vì em chỉ mong muốn là em muốn về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình và gặp mẹ và anh, và ở đấy để cảm thấy thoải mái nhất. Thi thoảng em có về như thế một hai lần, nhưng mà mẹ cũng nói với em là như thế không tốt và cũng sợ em nguy hiểm, nên cũng nhắc nhở em, nên em cũng nghe mẹ nên không về có ngày hôm trước, xong rồi ngày hôm sau đi luôn. Đúng là khi mà chúng ta nói đến tình mẫu tử thì bao giờ nó cũng rất là lớn, và đặc biệt với Thành Trung. Thưa quý vị và các bạn, là đây là một trong những câu chuyện mà có lẽ là lần đầu tiên các bạn được nghe. Và chúng ta thường xuyên nói về mẹ của Thành Trung, nhưng mà rất ít khi mọi người nói đến bố. Khi mà cuộc sống của em không có bố đồng hành thì em cũng cảm thấy đôi lúc là thấy thiệt thòi hơn các bạn. À, khi các bạn có bố mẹ đón, đợi đón đi tập luyện, đợi đón thì em chỉ có mình duy nhất là mẹ. Và em cũng không nhớ, đến tận bây giờ em cũng nói là em không nhớ mặt bố em. Em cũng chưa được ở với bố em lần nào. Từ lúc đẻ ra đến giờ thì em chưa được nhìn thấy. Với những người bình thường để mà có được một cái thành công như Trung đã là rất là hiếm rồi. Nhưng ở trong một cái điều kiện như của Trung có mà có được thành công như thế, mình nghĩ là thực sự là cực hiếm. Có lẽ là trong đời sống bóng đá Việt Nam thì rất khó có thể kiếm được một người như Thành Trung. Thực ra thì Trung, chị nghĩ là Trung thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa đá bóng rất nhiều, và kể cả các bạn học ở đấy cũng vậy. Và cùng trang lứa như là Quang Hải hay là Duy Mạnh hay là Đình Trọng, với tất cả các bạn từ nhỏ lớn lên ở Hà Nội đều có đủ bố đủ mẹ đi ra sân. Cho nên là mình, Trung thì từ bé đến giờ chỉ có mẹ thôi. Mình luôn theo dõi, đi theo con, từng bước của con. Thì mẹ đối với em rất là quan trọng. Khi mà em bắt đầu đi đá bóng thì lúc đấy em có học trường tiểu học Tuyên Quang ngay gần nhà em để bắt đầu tuyển đi đá cho huyện, cho tỉnh. Khi đó em vẫn là nhớ là huyện Yên Sơn em rất là nhiều bạn bè để đến để dự thi. Thì em nhớ là có duy nhất em và một bạn nữa được tuyển vào trong đội bóng đá của tỉnh. Khi đó mẹ em đầu tiên là cũng có tí không hài lòng khi mà muốn cho em đi, vì sợ em gặp những chấn thương hay là vất vả. Mẹ không muốn bắt em ở nhà học. Thì khi đó thì em cũng rất là buồn. Và thầy Hùng là người thầy dạy em những buổi đầu tiên đã đến tận nhà và xin phép mẹ em để em được đi, thuyết phục mẹ em để em được theo con đường bóng đá. Cho cháu đi tuyển bóng đá là thầy Hùng ở Tuyên Quang bảo là em chọn được mỗi mình cháu thôi, thì cháu đi thì mình bảo là thôi
Nhà chị bận lắm, chị một mình với hai đứa con rồi vất vả lắm. Chị không có thời gian để đưa cháu đi đâu. Cho nên là thôi để cháu ở nhà. Thế nhưng mà thì Hùng nói là thôi, nếu mà không chị cho làm, em làm cho con, làm con nuôi của anh. Anh sẽ trông nó, anh sẽ nuôi nó. Và không, em con em sinh ra thì em phải nuôi. Nếu như cháu nó thích đi thì em sẽ đưa nó đi. Thì lúc bây giờ chị đang bán một cửa hàng tạp hóa ở nhà đây. Bán rất là to, bán tạp hóa rất là, bán nhiều thứ. Thì khi đi bóng đá xuống chỗ sân vận động của chỗ anh Hùng anh ấy dạy ở Tuyên Quang này này, thì chị đưa cháu đi thì cứ chiều đến là 2:30-3 giờ thì chị đưa con đi, chị ngồi chờ con ở sân đến tận 6:30-7 giờ con được về, chở con về, thế nấu nướng cho con ăn, con nghỉ ngơi, sáng sau con học thì chiều lại đưa đi. Thế còn cái thời gian bán hàng bây giờ là cứ rỗi rã thì mình bán hàng. Thế là buổi sáng ra thì con đi học thì mình nhà mình bán hàng tổng hợp và bán rất nhiều cái mặt hàng, ở kể cả ăn sáng ăn xôi chứ chị phải đều bán ở trước cửa để kiếm tiền để nuôi các con. Nói chung là cuộc sống nói chung là rất là vất vả. Thế nhưng mà mình được bù đắp lại là con của mình, anh trai của Trung, và Trung rất là ngoan, các con nó ngoan, cho nên là đấy cũng là nguồn động viên lớn cho mình để mình vượt lên tất cả. Không có cái điều đấy thì em lại mạnh mẽ theo kiểu là muốn trưởng thành lên và lớn lên để bảo vệ gia đình em và mẹ em. Cái quan trọng nhất là em không muốn mẹ em lo lắng. Em và anh em sẽ thay phiên nhau chăm sóc mẹ và mạnh mẽ theo cách mà mẹ đã đứng lên để nuôi em và anh em. Trung từ bé thì như thế, nhưng Trung rất là có tố chất mà có rất là nỗ lực, mà Trung rất là cứng rắn. Tôi nhớ nhất là cái tuổi mà nhi đồng thì bé bé thì Trung không hỏi gì đến bố đâu. Thế nhưng mà cái bắt đầu tuổi nhi đồng của sang Hà Nội ấy, bắt đầu lớp 6 ấy, thì về Hà Nội thì có một lần là Trung đi ở đá ở trong Nha Trang, Khánh Hòa Nha Trang về, thì cái năm đấy là mình không đi được, không đi theo con, vì mình đang thuê cửa hàng bán ở Hà Nội. Thì năm đấy thực sự là rất muốn đi theo con ở cái vùng xa, đi xa, nhưng mà kinh tế lúc giờ khó khăn, lại anh của Trung đang học đại học, nên là mình cũng không thể đi theo con mãi được, cho nên là mình phải ở nhà để còn bán hàng, rồi để có kinh tế để còn mua cho con đôi giày, đôi dép, đôi giày của Trung bây giờ tập, bây giờ mỗi một đôi giày cũng phải được, nếu mà được 700.000 chắc thì đi được tháng 2 tháng là hỏng rồi, cho nên là mẹ cứ phải chịu khó để bán hàng kiếm tiền để nuôi, để mua giày rồi quần áo cho Trung. Nói chung là ở tập thể thì cứ mất quần áo thì mẹ lại phải mua, lại phải đền. Đôi giày đó là đôi giày đinh đầu tiên em được mua rất là đắt. Nó là rơi vào dáng giá là 2,2 triệu hay khoảng 2 triệu gì đó, em cũng không nhớ rõ lắm. Thời đó mẹ em ở bên Gia Lâm thì mẹ em cũng bán hàng nước, trà đá và các nước ngọt bình thường thôi. Mà mẹ em tích góp được để mua cho em một đôi giày như thế, nên em rất trân trọng nó. Và cái lần mà mình khóc nhiều nhất là cả cái đêm đấy khóc. Là con nó về nó cầm hai cái bình rượu. Cái bình rượu đấy là cái bình rượu mà